Chào mọi người ha. Chiều nay trận tuốt hết ghim cái cây mai giáo này, cái này cả rinh già. Bây giờ trận sẽ nhờ em đo thông số chiều cao cây giùm cho mọi người tham khảo ha. Em đo chiều cao trước đây. Chiều cao từ vành chậu lên 1m12. Độ rộng 8. Rộng 80. 80 nha anh em. Rồi. Đo phi hao không? Đo quanh cổ cò ở chỗ đây. Chỗ dưới XT1 à. Đây chậu về dưới anh. Mẹ coi lâu nè. 17. Coi vô chậu lâu. 17. 17 là chuẩn. Rồi, 17 nha anh em. Cái bành trái đớ hả? À, bành trái đớ đúng rồi. Không, không cần trái đớ đâu, bây giờ là cú đớ cú ấy. Cái này có cú mà. Cú cho bé lem đây. Ừ, cú bé lem. Trời, cái này anh, wow, quá hay là quá này. Ui trời, cục lên tại phần này là giót này. Riêng nghe ghép anh. Cái rin mà. Riêng nghe. Rồi, cái rin một cốt giót dần đều đi lên. Sao đây rem là ái sao anh? Cô cây rem lâu quá sao vậy? Phải đâu, giờ trong quá trình tứ tém mình tứ nó, trong một năm thì nó phải bị thôi, coi nào nó không dậy không. Nào nè, nó không dậy. Tép muối nè, tép muối không nè. Không. Nhưng mà người ta đi chợ người ta xịt trong rêu thôi chứ có đâu. Còn mình không có xịt. Người ta giết không khai nhiêu anh? Từ từ. Bây giờ người mấy ta cho anh em ưng chốt luôn cái lâu quá anh. Đỡ phủi mấy chỗ đây nè. Mấy chỗ đây là rong rêu nó bám nha anh em chứ không phải là cái gì đâu. Coi nó lão coi á. Con rêu nó bám cho mình không có vệ sinh gì hết. Rồi. Ừ. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, rồi thì anh em nào có giao lưu cái này thiện chí với lại thì mình giao lưu với anh em giá 6 triệu rưỡi nha. Giá không bao ship. Ừ. Coi nghiêng chậu, coi nghiêng thủy của nó nha. Đấy. Báo giá công khai. Nhờ em nó đo giùm ạ. Công khai rõ ra. Nút nụ này. Rê rất là nhiều nha anh em. Lúc nổ cái này nhiều lắm. Tay cành đầy đủ hết. Cây vót thân. Rồi, anh em có thích thì giao lưu. Giá 6 triệu rưỡi. Cây dao rinh. Rất là già. Cực kỳ đẹp. Phối trong cái chậu yên da cổ. Củ đớ đàng hoàng. Củ đớ đẹp của nó này. Cụ đó đẹp à. Bự nha nè. Ừ, quay từ dưới quay lên cho anh em xem cái tán cây nè. Cây nó chung cây nha. Chung cây, chung cốt, tay cành rồi. Nút nụ rồi ok hết. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nha. Nên nào có thích liên hệ đến số điện thoại 0849 02 0790 nha.